Vừa nhận được visa du học Mỹ thì hiện tại mình đang học tiếng Anh tại ngoại ngữ không gian trong khi chờ phỏng vấn. Thì cảm giác của mình rất là vui và cũng rất là lo sợ khi mình đi phỏng vấn chỉ có một mình thôi. Thì lý do vì sao mình chọn Mỹ là tại vì mình đã đi học Úc được một năm và mình thấy là môi trường học tập không phù hợp. Thì mình sau khi tìm hiểu trên internet và một số lời khuyên từ bạn bè thì mình chọn Mỹ để du học. Thì tại mình tìm hiểu thì mình thấy là Mỹ có nhiều trường đại học nằm trên top các trường đại học trên thế giới và có nền giáo dục tốt, nên mình quyết định chọn Mỹ để du học. Qua Mỹ mình sẽ học trường Houston Community College System. Mình sẽ học marketing. Mình chọn marketing là tại vì mình là một người khá là năng động và mình thích tìm tòi và sáng tạo những cái gì mới, cho nên mình muốn gặp thật nhiều người và muốn chia sẻ những cái thông tin mà về cái sản phẩm mà mình sẽ rao bán. Houston Community College là một trường mà thu hút nhiều sinh viên quốc tế. Và với gần 40 năm kinh nghiệm giảng dạy thì trường và trường cung cấp hơn 70 môn học, giúp các bạn có thể lựa chọn môn học mà mình yêu thích. Và vì trường nằm trong trung tâm của thành phố cho nên sẽ tiện cho việc đi lại. Và vì trường có hơn 20 campus tiện nghi và hiện đại thì giúp các bạn có thể tự tin học tập trong môi trường thật là tốt. Thì mình đến công ty Tân Đại Dương gặp chị Hòa tại vì mình đã từng làm với chị đi du học Úc một lần. Thì bên công ty Tân Đại Dương, các anh chị hướng dẫn cho mình thật là kỹ càng và trong quá trình học phỏng vấn thì rất là tỉ mỉ và mình cũng khá yên tâm. Đầu tiên thì anh Khôi hướng dẫn em học tiếng Việt, sau đó lên em dịch tiếng Anh và chị Hòa dạy em tiếng Anh, sau đó anh Bảo Anh hoàn thành là người cuối cùng hoàn thành gây cho em cái sự tự tin. Khi học với anh Bảo Anh thì ảnh hướng dẫn cho chúng em là khi mà đi phỏng vấn thì phải tự tin trả lời to rõ và thuyết phục, phải làm cho lãnh sự thấy là mình có mình sẽ đi học và mình sẽ trở về. Giống như là thật sự giống là tâm lý như là gần giống như là mình đi phỏng vấn với người nước ngoài. Sau buổi học đó thì em cảm thấy là tự tin hơn và em đã sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn. Em nghĩ là nếu như mà có lớp học phỏng vấn thì chắc chắn là em sẽ không thể hoàn thành tốt và có được visa như ngày hôm nay. Dạ, khi giờ em có visa rồi em chỉ muốn nói với các bạn là khi mà đi phỏng vấn thì các bạn hãy tự tin trả lời to rõ những câu hỏi mà lãnh sự đưa ra. Dạ, em cũng cảm ơn những anh chị trong công ty Thương Đại Dương đã giúp cho em hoàn thành hồ sơ và đi du học thật tốt. Và em cũng chúc các bạn mà hiện đang chuẩn bị phỏng vấn sẽ thành công.